nhạc sĩ Em Gái Mưa, ai nghe nhạc tôi có thể chọn được người yêu. Ra mắt từ cuối tháng 9, siêu hit Em Gái Mưa của Hương Tràm hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên các phương tiện nhạc số. Bất chấp việc ngày càng nhiều sản phẩm mới xuất hiện, Em Gái Mưa vẫn là một trong những bản hit lớn nhất V-pop năm 2017. Làm nên thành công đó, ngoài giọng ca truyền cảm của Hương Tràm thì không thể không nhắc đến vai trò sáng tác của Mr. Siro. Chàng nhạc sĩ sinh năm 1982 thừa nhận mọi thứ đến với anh và cả Hương Tràm thực chất là nhờ cái duyên và sự may mắn tìm đến những người xứng đáng. Câu chuyện của một người nghệ sĩ thầm lặng. Mr. Siro có tên thật là Vương Quốc Tuân. Anh sinh vào ngày 18 tháng 11 năm 1982. Cái tên Mr. Siro đã xuất hiện từ bao giờ thì cũng không ai biết chính xác. Anh đã xuất hiện lặng lẽ và đã được yêu mến từ lâu. Anh hay được mọi người trêu là hitmaker, người tạo hit của V-pop vì những bài hát do anh chắp bút luôn khẳng định được thương hiệu riêng và sớm trở thành những bài hát được yêu thích trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Các fan hâm mộ của anh thường đùa, những sáng tác của Mr. Siro có đủ vị của một ly siro, ngọt ngào với những khoảnh khắc lãng mạn của tình yêu, chua chát ở trong những lúc cả hai đang giận hờn, hay vị đắng cay khi phải chia tay người mình yêu. Khởi đầu thành công với ca khúc Online từ ngày còn đi du học, từ đó thì sự nghiệp của anh đã gắn liền với những bài hát trên mạng. Mr. Siro đã có một sở thích là viết nhạc, thu âm và anh vô tình được bạn bè đăng tải những ca khúc đó lên mạng. Kể từ đó thì anh thường xuyên tham gia các cuộc thi hát online. Tên tuổi của Mr. Siro dần được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn và đã nhanh chóng lan truyền trong đời sống âm nhạc của một bộ phận khán giả trẻ. Anh là tác giả của những bài hit trên mạng như Em, Bức Tranh Từ Nước Mắt, Tìm Được Nhau Khó Thế Nào, Không Cần Thêm Một Ai Nữa, ca khúc I Miss You, Melancholy, Mây, Giấc Mơ Của Anh. Đặc biệt, ca khúc Lắng Nghe Nước Mắt từng được xem là hit bự nhất của anh khi mà sở hữu hơn 40 triệu lượt nghe và đã liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy có rất nhiều bài hit, nhưng tên tuổi của Mr. Siro rất ít khi xuất hiện trên mặt báo. Sức hút của anh chính là việc Mr. Siro ẩn danh bản thân mình. Anh hiếm khi xuất hiện trên truyền thông qua con người thật mà chỉ dùng sản phẩm âm nhạc để chuyện trò cùng khán giả. Có lẽ vì thế mà mỗi bài hát của anh lại như một câu chuyện cuộc đời, hay chí ít chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời của anh, và khán giả có thể cảm nhận nó một cách mộc mạc nhất qua những gì mà họ cũng đã một thời có được. Giọng hát truyền cảm, chính chủ Mr. Siro. Những ca khúc buồn rất cần những chất giọng giàu cảm xúc, và nó lại là thứ mà Mr. Siro có quá nhiều trong câu hát của mình. Hãy nghe một loạt những ca khúc buồn của Mr. Siro để thấy độ tỉ tê tâm sự trong giọng hát của anh đặc biệt đến nhường nào. Thánh sầu V-pop của chúng ta đặc biệt thành công trong phong cách âm nhạc của bản thân. Anh chọn cách sáng tác rồi trình diễn chính những ca khúc con cưng của mình. Đây được xem là lối đi tốt nhất cho con đường truyền tải cảm xúc của người nhạc sĩ đến với trái tim của khán giả. Bây giờ, người nhạc sĩ không còn ở vai trò tác giả của bài hát nữa, mà đã trở thành tri kỷ của những người yêu nhạc. Ít ai biết rằng tác giả của các ca khúc sầu thảm Mr. Siro lấy vợ vào năm 2012. Vợ của anh tên là Bảo Ngân. Trong một cuộc phỏng vấn khi mà nhận xét về chồng của mình, Bảo Ngân đã nói: "Anh Tuân là một người sống rất tình cảm, nội tâm và khá nhạy cảm. Anh luôn nghĩ cho gia đình và anh hay bị chi phối bởi cảm xúc. Điểm giống nhau giữa anh ấy và nhân vật ở trong các ca khúc của anh là đều dễ bị tổn thương và đã luôn để ý đến suy nghĩ của người khác, dù anh hay tỏ ra lạnh lùng, khó hiểu." Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Viết nhạc với tư cách là một người lặng lẽ quan sát. 10 năm trước, tâm hồn anh còn bay bổng, lãng mạn, chưa trải đời đủ sâu, nên các bài hát chỉ phản ánh một phần nào đó tâm trạng người nghe. Khi buồn, người ta có xu hướng vẫn chọn những ca khúc vui vẻ, yêu đời để vực dậy tinh thần. Nhưng những khi cần sự yên tĩnh, sâu lắng, chiêm nghiệm và trải lòng, thì nhạc của anh có mặt. Với anh, trong thế giới nghệ thuật này, có người muốn trực tiếp nhận lấy hào quang trên sân khấu, có người lại chọn vai trò đằng sau để thầm lặng nhìn khán giả thưởng thức thành quả của mình. Vai trò người thầm lặng có lẽ phù hợp với con người anh nhất. Trước khi
khi trở thành một thánh sầu như bây giờ. 10 năm trước, bên cạnh những Em, Mây, Phai, Gần, Melancholy, vẫn có những ca khúc hit đang xen mang nội dung phấn khởi, thậm chí có phần nhí nhảnh của anh lúc ấy. Chúng đều bắt nguồn từ cảm xúc vô tư, hồn nhiên. Suốt 10 năm sau đó, bên cạnh sự lên ngôi của những dòng nhạc sôi động, may mắn vẫn mỉm cười với anh nhiều lần nữa. Đặc biệt gần đây nhất là khi anh có Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm, Em gái mưa, thì vô tình những ca khúc nhạc buồn của anh luôn được nhắc đến nhiều hơn. Từ một tên tuổi nổi tiếng trên online cho đến bước ra đời thực để chạm đến khán giả là cả hành trình dài. Ngay từ đầu đến với âm nhạc, điều anh hướng tới là khán giả. Động cơ để anh đến với âm nhạc cũng đơn giản lắm, muốn mọi người có thêm nhạc để nghe. Mr. Siro chưa từng nghĩ đến việc tìm cách làm cho mình tỏa sáng. Khán giả nghe nhạc anh cho rằng chàng nhạc sĩ này chắc hẳn là một người rất cảm xúc, bản năng. Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp, họ thường viết nhạc bằng cảm xúc hay câu chuyện thực tế của bản thân. Còn anh viết nhạc với tư cách là một người đang đứng ngoài, lặng lẽ quan sát bằng tâm tình, chiêm nghiệm bằng tuổi đời để đưa ra góc nhìn mà ai nghe xong cũng thấm, cũng đọng lại được điều gì đó cho riêng mình. Việc âm nhạc của anh được đại đa số khán giả đón nhận có lẽ do họ cảm nhận được tấm lòng của anh dành cho họ là trong sáng và đầy tôn trọng, rằng nhạc của anh viết ra chỉ để dành cho họ. Và nếu bạn từng trải qua các cuộc tình như yêu xa, yêu bạc, tay ba, đến sau, thay lòng, thì bạn sẽ gặp mình trong âm nhạc của Mr. Siro. Ai nghe nhạc Mr. Siro cũng có thể chọn được người yêu. Không kể đến lực lượng những bạn trẻ mến mộ Mr. Siro là khá lớn và vững bền, thì bất cứ ai trong cuộc sống cũng có thể trở thành một fan ruột của Mr. Siro hồi nào mà chẳng hề hay biết. Điều này thật sự không quá khó để đi tìm lời giải, bởi âm nhạc của Mr. Siro ngày một trở thành âm nhạc của đời sống, âm nhạc của những khoảnh khắc buồn trong tình yêu, hoặc chỉ đơn giản là khi bạn buồn, bạn nghe nhạc của Mr. Siro và bạn thấy chính bản thân mình ở trong ca khúc. Phàm những gì đã soi chiếu bản thân mình thì thường tạo được dấu ấn vô cùng đặc biệt, và đó cũng là cách mà những bản hit nao lòng của Mr. Siro cứ mãi nằm trong top những bài hát được nghe nhiều nhất khi buồn. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng đôi khi không chỉ buồn mới tìm đến âm nhạc của Mr. Siro, mà lâu ngày khi nghe và thấm âm nhạc của anh, chính họ cũng đã dần quen nó như một điều gì đó rất đặc biệt, giúp bản thân cảm thấy nhẹ lòng trong cuộc sống. Dần dà, những cảm xúc trái ngang trong các sáng tác của Mr. Siro dường như không còn theo đúng tinh thần của nó nữa, mà được chính khán giả cảm thụ, đúc kết và hết thảy đều tìm ra cho mình cách buông bỏ để an yên hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều cột mốc với Em gái mưa. Sau thành công sau ca khúc Em gái mưa do Mr. Siro sáng tác, có rất nhiều cột mốc đến với Hương Tràm, làm huấn luyện viên giọng hát Việt nhí sở hữu Em gái mưa. Thời điểm Hương Tràm gặp anh khi vừa đạt quán quân một cuộc thi cách đây 4 năm, nếu không gặp phải những gập ghềnh không đáng có lúc đó, anh nghĩ khán giả khắp cả nước ai cũng mong đợi ngày Hương Tràm được vinh danh như một diva đáng tự hào của Việt Nam trong tương lai. Mr. Siro vốn nửa đứng ngoài, nửa đứng trong showbiz, do đó anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay bị dao động bởi những nội dung mang tính phiến diện về Hương Tràm. Mr. Siro chỉ quan tâm khi đối mặt với anh trong công việc, đạo đức và đam mê của Hương Tràm là bao nhiêu. Thực tế qua hai lần hợp tác, điều khiến anh hài lòng ở Hương Tràm, ngoài chuyên môn nghệ thuật, là sự kính trọng cô ấy dành cho anh. Mr. Siro nhận định Hương Tràm vốn là nghệ sĩ đi lên bằng con đường khổ luyện, qua nhiều năm tháng mới chinh phục được những đỉnh thành công như hôm nay. Mà những ai thành công bằng cách này cũng dễ vướng vào tâm trạng lo lắng vì sợ những thành công bằng xương máu đó sẽ rời xa mình. Anh tin thời gian sẽ giúp Hương Tràm bản lĩnh hơn và trưởng thành hơn để giữ cho thành công vững vàng hơn. Mr. Siro Vương Quốc Tuân không còn là một hiện tượng lạ trong đời sống âm nhạc của giới trẻ nữa, bởi ngày một trôi qua, mọi thứ có thể thay đổi, riêng chỉ cảm xúc trong các sáng tác mà đặc biệt là những ca khúc buồn miên man mà anh mang lại suốt bấy lâu nay cho khán giả thì cứ mãi đọng lại theo một cách riêng biệt nhất trong trái tim mỗi người. Chắc hẳn thánh sầu của chúng ta sẽ còn nhiều những dự án âm nhạc gây bão ở phía trước. Hãy cùng chờ những đứa con tinh thần giàu cảm xúc tiếp theo để được say khi rót buồn vào tim từ thánh sầu V-pop này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!